Ai mượn bạn sống một ngày, sống buồn một ngày. Giống như câu chuyện hai vợ chồng thiếu nợ khổ quá, cuối cùng hai vợ chồng bắt tay với nhau tự tử. Cuối cùng hai người tự tử, chồng chết vợ còn sống. Sau này vợ bước thêm bước nữa, còn chồng đó mất tiêu, bỏ tật. Thấy không? Có nhiều người trong cuộc đời này quý vị, chúng ta nghĩ rằng là cõi đời này khổ quá, khổ chết là hết khổ. Bảy, còn sống mới có cơ hội hết khổ. Tự tử chết càng khổ và cực kỳ hối hận. Một con người mà tự tử chết cực kỳ hối hận. Hối hận là bản thân của mình bây giờ quá thê thảm. Bản thân mình giờ quá thê thảm, khổ quá. Nên những Đức nói rằng ở cõi này khổ một, tự tử chết khổ tỷ 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 lần, khổ dữ lắm. Thật sự ở cõi đời này chỉ có cơm ăn áo bận quý vị ơi. Đa phần con người ta khổ vì cơm ăn áo bận. Phần nhiều khổ vì cơm ăn áo bận. Quý vị coi xã hội bây giờ Tết nhất nè, mua gánh bán bưng đủ chuyện là cái gì? Cơm ăn áo bận. Tết nhất phải có tiền, có tiền mới mua được đồ mới, hoặc là muốn đổi xe, hoặc là muốn ga giường mới, giường mới, trang trí nhà cửa, sơn phết nhà cửa là đều là từ tiền. Mà bây giờ không có tiền làm được gì đây, mà còn thiếu nợ. Tự nhiên trong tâm nói rằng nghèo, bây giờ thiếu nợ, làm quằn quặt cả năm cực, mà bây giờ tới Tết mà không có tiền ăn Tết, sống cuộc đời này ý nghĩa gì? Tại vì sao quý vị? Vì người ta không có hương vị của Phật Pháp, nên người ta bị cái vị của thế gian Pháp chiếm hữu. Nên bản thân của họ đã không hưởng được cái vị của thế gian Pháp thì họ nghĩ cuộc đời họ vô nghĩa quá. Cuối cùng họ nghĩ đến cái việc bế tắc, đi đến con đường tự tử chết. Hoặc là có những người, người ta được yêu và cuối cùng người ta bị bỏ rơi. Người ta nghĩ rằng bây giờ niềm vui của mình là từ anh và em, nhưng bây giờ anh bỏ em hoặc em bỏ anh, còn gì là vui nữa. Cuối cùng người ta nghĩ đến cái việc bế tắc và tự tử chết. Hoặc là có những người, người ta có sự nghiệp lớn vô cùng mà người ta thất bại vì một cái việc gì đó. Rồi người ta nghĩ rằng bây giờ bao nhiêu năm làm, bây giờ mới có được sự nghiệp này, mà bây giờ thì sự nghiệp này nó vỡ nát hết rồi. Bây giờ nghĩ rằng bây giờ phải tạo lại thì cực kỳ khó khăn, đến mức mà buồn chán quá, muốn tự tử chết. Có những người muốn cá độ đá banh, ăn cái tài sản lớn, đập một phát sạch của rồi nhảy lầu luôn. Tất cả những cái này chết là từ đâu? Từ nơi cái vị thế gian bị đánh mất, thấy mình không còn chỗ gì vướng víu, rồi cuối cùng đi đến tự tử chết. Nhưng Đức nói trong cái cuộc đời này có người nào hưởng được hương vị Pháp thì quý vị sẽ sống trong cuộc đời này đặc biệt tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh. Quý vị phải nhớ rằng cái hương vị Pháp á, nó giúp cho quý vị nhìn nhận được được mắt trong cuộc đời. Mà cái người mà hưởng được hương vị Pháp á, thì cái người này xin thưa quý vị, họ sống vui lắm. Mà họ mà chơi cũng vui hơn người ta nữa, họ tu cũng vui hơn người ta nữa, họ làm cái gì cũng đặc biệt hơn người ta. Chỉ cần hưởng hương vị Pháp, quý vị nhớ, không phải cái người hưởng hương vị Pháp là tiêu cực đâu. Bây giờ như Đức nói cho quý vị nghe, bây giờ cư sĩ ngoài đời mà nghe Pháp, biết niệm Phật, biết tu, mà Tết nhất này nè, mua vài thùng bia về nhà, hai vợ chồng với bạn bè gặp nhau làm miếng mồi đồ chay Tết nhất, uống vài chai bia nó cũng vui hơn người uống bình thường. Đây là những Đức nói tới cái chuyện hạ cấp nhất rồi đó quý vị.
để cho cái người mà người ta ăn chơi người ta sẽ nhìn ra. Tại vì Tết nhất có mấy ngày. Còn quý vị coi có nhiều người ngoài đời Tết nhất này người ta nhậu sình sang, đi nghiêng qua ngã lỡ cầm chén rượu. Uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh vô đây cùng tôi, nào ta cùng uống. Thấy chưa? Đi nghiêng qua ngã lại, xong cầm chai rượu. Ai đấy? Con nhỏ nào vậy? Tao nè. Tao là bà ba bán chè nè. Cái gì? Bà ba bán chè. Tại sao bà ba bán chè hôm nay đẹp thế? Tao thấy mày khùng rồi đó. Tao thấy mày ăn nhậu với mày bắt chợ mày khùng rồi đó. Mày điên rồi đó. Tôi không có điên. Làm gì mà tôi điên? Tôi mới uống có mười mấy chai bia chứ làm gì điên đâu mà điên. Một chút tôi sẽ qua nhà thằng ba cò tiếp tục uống nữa. Bà ba tránh qua bên tôi đi lại nhà ba cò uống. Bước vô nhà. Ba cò ơi, ba cò. Vợ ba cò chạy ra. Anh hai, đi đâu rồi anh hai? Tết nhất hả? Đi lỡ rủ anh ba cò nhậu. Anh gì? Vợ ba cò hả? Vợ ba cò bữa nay đẹp quá ta. Hiểu không? Ba cò bao ra nó giọng mấy cái xương mọt. Xong nó, ba cò, nói với mày là tình bạn bè thì sao mày quýnh tao? Tại sao mình đỡ lòng mày quýnh tao hả ba cò? Tao làm cái gì mà mày quýnh tao? Tao chỉ khen vợ mày đẹp thôi. Chứ tao có làm vợ mày cái gì đâu mà mày quýnh vợ. Mày quýnh tao hả ba cò? Hiểu không? Nó nhậu vô chút là thầu lao thấy chưa? Bị quýnh sưng mặt sưng mày. Sáng thức dậy mặt mày ê ẩm mình mẩy bèo nhèo. Gãy anh cái gan. Vợ nói ông ăn nhậu giết rồi tôi thấy tôi mắc cỡ giùm ông. Ăn nhậu gì đâu á mà vợ bạn ông cũng chọc. Nó quýnh ông gãy gan là phải rồi. Thấy không? Cái gì? Tao chọc vợ bạn. Tao chọc hồi nào? Thấy chưa? Nó nên xịn sai. Thấy không? Nếu như bây giờ mà biết đạo, biết niệm Phật, biết tu, vừa Tết nhất dù ăn chay, vừa làm miếng mồi đồ chay, rủ một hai người bạn uống một hai chai bia cũng có sao đâu. Nhưng mà lại ngồi chơi rất là vui bình thường, không có gì ghê gớm quá. Còn gặp mình như ngoài đời là hết tăng này tới tăng kia nghe. Không sai không gì mà. Thấy không? Tao chiều chơi dữ lắm. Mọi lần mà tao nhậu là không say, tao không dễ. Khi tao uống vô xong, tao sẽ cởi áo tao đi ngoài đường. Thấy không? Rồi thêm ở kiểu mà nhà có con cái lớn, con gái rồi sắp sửa có chồng, mà cha của mình ăn nhậu sình sáng đi ngoài đường, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, té tao này té tao kia. Xong ta định coi đứa con gái mình. Xong cái ta nói: Năm ơi, anh định coi nhỏ con của Năm gà cho con anh đó hả? Ba nó thấy mắc cỡ quá. Ăn nhậu nói chuyện tầm bậy tầm bạ quá. Mà anh cứ nhỏ này về làm dâu thấy kỳ quá. Làm xui với Năm gà này thấy tầm bậy quá. Anh coi suy nghĩ lại nghe anh. Thấy không? Từ cái hành động của cha mẹ ảnh hưởng con cái. Nó ảnh hưởng đó chứ không phải giỡn đâu nghe quý vị. Nên mình nghe đạo, mình biết tu, dù mình có ăn chơi cái gì đi chăng nữa, nó cũng biết dừng. Nó vừa phải. Là nhờ mình nghe đạo biết tu, nên con người nó chừng mực, nó duy trì được. Nên hàng cư sĩ ngoài đời cũng nên nghe đạo, chứ đâu phải là quý vị nghe đạo là vì trở thành tiêu cực đâu. Đâu phải là kêu quý vị nghe đạo rồi mỗi ngày quý vị cầm cái mỏ, quý vị cứ ngồi tối ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, gõ hoài. Thấy không? Mà có những người nghe đạo mà không hiểu quý vị,
Khi mà mình ngồi với họ cũng mệt lắm. Nghe họ nói chuyện sợ lắm. Có nhiều ông mà nghe đạo khó khăn ác đạn luôn. Đọc sách ngày xưa rồi cũng khó khăn. Con cháu nó gặp nó sợ dữ lắm. Họ làm mà kêu con cháu lại ngồi xuống với mày. Nó nói cho mày biết chứ tao, mày phải như vậy. Mày phải như vậy nghe con. Nghe sợ lắm quý vị. Rồi bắt lỗi bắt phải tùm lum chuyện chứ. Bắt lỗi đủ thứ chuyện chứ. Đây gọi là học đạo mà trở thành người khó tính. Người ta sợ lắm. Ở dưới quê có cái ông này, ông làm bác sĩ. Mà ổng là nghe sách vở đọc nhiều lắm. Thầu ông khó tính đừng có nói. Mỗi lần mà chờm sớm có đám giỗ, đám cưới, cái bàn của ổng ngồi mà ai lỡ ngồi là người đó không biết ổng. Không biết ổng mới dám lỡ ngồi. Có một lần ổng ngồi, bàn ổng không ai ngồi, có thằng lỡ ngồi. Khi thằng này đứng lên đi uống nước, cái ông kia hỏi: mày mới đến phải không? Tôi ở Vĩnh Sương xuống. Đúng rồi. Mày ở Vĩnh Sương mày xuống Kinh Sáng bởi vì mày không biết. Mày dám ngồi cái bàn đó mày cũng ghen. Mày ngồi cái bàn đó đố mày ăn uống được luôn. Sao bậy, ai ăn nấy ăn chứ gì. Tôi ngồi. Cuối cùng ngồi không ăn uống được chứ. Ông bắt bẻ từng chút, từng chút, từng chút. Thằng này không ăn được cái gì. Cuối cùng ngồi có nửa buổi tiệc, thằng này nó đứng lên nó nói: tôi lại ông. Tôi quá bào bên kia ngồi. Bởi vì cái bàn của ông không ai ngồi hết trơn. Thì ra tôi mới biết. Nhìn ông sáng sủa quá mà sao ông khó chờ đắc gì. Bắt bẻ dữ vậy cha. Chứ khó quá. Nam mô với Đạo Phật. Sợ ông quá. Khó quý vị ơi. Học đạo không phải trở thành người khó đâu quý vị à. Mà người học đạo thật sự là càng học càng dễ. Cái chỗ nào khó, càng khó thì khó. Cái chỗ nào cần có thì có, mà chỗ nào cần không thì không. Cái chỗ nào cần công thì công, mà chỗ nào cần thẳng thì thẳng. Nên cái nào ra cái nấy, chứ lúc nào cha cũng thẳng ai chịu nổi. Ý nói là lúc nào cũng khó chứ ai chịu nổi. Cái văn tự truyền tải Phật pháp của tôi là nó phong phú lắm. Bạn nghĩ sao nó cũng vô câu đó chứ. Tùy cái nghĩ của bạn. Tại vì sao tôi phải chia tài sẻ Phật pháp truyền tải văn tự như vậy. Dở dở ương ương làm chi. Tại vì chúng ta ương quá. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta ương nhiều quá. Nên đưa văn tự như vậy thì quý vị thấy mắc cười. Mà mắc cười rồi nó mới tỉnh. Chứ ngoài ra mà bây giờ mà đưa văn tự chánh kinh chánh văn thì người nào người nấy không biết cái gì đâu. Thấy lão quắc lão quơ. Ngồi chút. Quý vị vì sao quý vị biết? Quý vị nghe pháp mà bị thẳng lưng được không? Và cổ thẳng không? Tại vì bị nghe vô. Quý vị thấy không? Cái dây mà truyền nước biển nó phải thẳng thét thì truyền qua mới được. Chứ nếu như mà chỉ cần bóp co lại thôi thì sao truyền vô đấy. Giống như bây giờ cái sợi dây mà truyền hơ thì nó phải là được thẳng thì hơ nó mới qua. Chứ nếu như mà bóp lại thì nín thở chết mồ luôn. Nên tôi chia sẻ Phật pháp đa phần ai cũng thẳng lưng ngóng cổ. Là vì văn tự quý vị tiếp nhận được. Quý vị được thông tâm từ trên đầu cho tới dưới chân. Truyền tải Phật pháp rằng ràng vậy đó. Có bà kia mà bà nhắn tin bà nói như Đức nói nè. Mỗi lần mà con nghe thầy giảng là người cứ rằng ràng vậy thôi. Ghê. Giảng bình thường đâu mà làm gì rằng rằng dữ với bà. Nó là cười đến mức mà rằng răng vậy đó thầy. Thầy biết rằng mỗi lần chủ nhật mà thầy giảng á nghe thầy. Con nói với chồng con là con có công việc. Bữa nay con có tháng. Ông làm để cho tôi nghỉ. Con phải nói đến mức vậy đó thầy. Để cho chồng con
Nó cho con được nằm nghỉ. Xong nó, con vô phòng nó đóng cửa lại. Con nằm con nghe thầy giảng, cười răng 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 với thầy. Quá trời răng răng luôn mà thầy. Có lần chồng con nó đứng cửa sổ nó nhìn, tưởng đâu con bị hương linh nhập. Thấy gì đâu mà chùm cái mền lại mà chân cẳng gì con quậy tá lạ binh. Nó gõ cửa nó kêu, nó hỏi bà bị cái gì, bộ bà đau bụng hay gì. Bà nói quá trời đau bụng luôn, đi ra ngoài giùm tôi. Mỗi lần có ngày tháng này nó đau bụng dữ lắm, ông ra ngoài đi. Chuyện của phụ nữ ông đừng có vô đây ông hỏi tôi nghe không. Lo buôn bán đi, tôi đau bụng quá. Xong ổng đi ra thì con tiếp tục, con nghe thầy giảng cười răng 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 răng. Thầy biết rằng là có những đoạn thầy giảng mà con vui mà con đưa hai tay hai chân lên con quơ răng 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 răng. Không biết giảng sao mới bảo cười dữ chứ không biết, đúng không? Đó. Và cái cách truyền tải Phật pháp nó lạ như vậy, nó làm cho người ta răng răng kỳ cục. Rồi có cái cô kia, cô nói cô nghe, mỗi lần cô nghe như Đức giảng là cô nổi ốc cục cục. Nó làm gì bằng nghe pháp mà lắm như bà bị cái gì nghe gắn ốc mình là sao. Kỳ cục, đúng là mỗi người cơ địa khác nhau, nên sự tiếp nhận cũng khác nhau. Bây giờ trước nhất là thấy quý vị ở đây mỗi ngày nghe Như Đức nói chuyện đó. Mà bây giờ nghe Như Đức nói chuyện mà Như Đức thấy gương mặt quý vị cười dính đó, biết rồi đó. Có cô kia cũng nghe Như Đức giảng pháp đó, quý vị biết. Bả là bả không bao giờ cười mở miệng. Chị biết sao không? Vì bả súng răng. Hai cái răng cửa bả gãy mà chưa có tiền chồng. Không, quý vị biết có những người chồng cái răng mà không có tiền đó quý vị. Bây giờ chồng cái răng bình thường thì nói chi, mà cái răng mà xịn đi tốn tiền lắm. Mà cái răng bị sâu ăn đen thui, bà không dám cười, lúc nào bà cũng gì nè. Mà bà nghe những Đức giảng nghe, bà cười mà đến nỗi mà giống như bà bị ém hơi quý vị. Cuối cùng bà chịu không nổi vị ơi. Cuối cùng bà nói hôi quạt ra luôn. Lúc đó bà làm nè. Bà nói bà quên mất tiêu luôn quý vị. Quên mất tiêu là mình súng đăng luôn. Quý vị thấy chưa? Qua cái câu này, cái câu đặc sắc nè. Niềm vui nó giúp cho quý vị quên đi cái buồn khổ. Niềm vui nó giúp cho quý vị quên đi cái tật nguyền. Niềm vui nó giúp quý vị quên đi cái bị bỏ rơi. Và niềm vui nó xoa dịu cho quý vị để dịu tâm. Cái niềm vui quan trọng lắm nha quý vị. Mà niềm vui của pháp vị nó quan trọng. Cái cách chia sẻ bọc pháp mình giống hịch là một cái chặn đá banh vậy. Có thể lừa đủ cách nhưng mục tiêu chúng ta phải đá vào cái cung thành của đối thủ. Mục tiêu chúng ta là phải dẫn cho banh chạy gần gần tên giăng cho banh vào. Bạn dẫn như thế nào tùy cách dẫn của bạn, miễn mà bạn đá bóng vào cung thành bên kia là được rồi, đúng không? Có cô này cô mới vô nấu ăn, cô hỏi Như Đức một câu. Dạ thưa thầy, con không biết nấu ăn, nhưng bây giờ con phải nấu ăn. Vậy thì con xin hỏi thầy, con nấu làm sao? Như Đức nói cô nấu làm sao miễn ăn được thôi. Đơn giản vô cùng. Cô nấu làm sao miễn ăn được thôi. Như vậy cô biết ăn ngon không? Dạ biết. Như vậy thì cô sẽ nấu ngon. Cô cứ tin tưởng là cô sẽ nấu ngon. Vì sao? Vì cô biết ăn ngon. Đúng quý vị.
Nên cái thương mình là cái đặc sắc nhất để nhìn ra mình thương mình như thế nào, mình đang cần cái gì. Mình đang cần sữa hay mình đang cần bát? Chúng ta hãy cảm thọ cái mà mình đang dùng được, để mình đem cái mà mình dùng được ngon để mình chia sẻ cho những người cần có nó. Cũng như bản thân Nhân Đức gặp Pháp Môn Niệm Phật mười mấy năm nay, tôi đặt cái tâm vào câu Phật hiệu, tôi cảm thọ câu Phật hiệu mười mấy năm, đến khi có cái sự nhận thức về câu Phật hiệu thù thắng. Thì lúc đó tôi mới nhận thức được sâu sắc câu Phật hiệu, thì hết lòng hết dạ để đem câu Phật hiệu để tặng gỡ đến nhiều người. Có không? Thì mỗi một con người chúng ta nhận thức cái thương mình đi, để mình đến với người khác. Hồi trưa, ông 12 giờ trưa, 20 tấn gạo chạy về, mình tập trung mấy anh em lại, thấy bên chùa mới tao qua tao phụ, kêu mấy anh em thôi ngồi vậy đi, cùng bưng gạo xuống. Rồi Nhân Đức cũng thay đồ xuống ginh gạo. Hồi đó vác gạo ghê lắm nha quý vị, Nhân Đức á. Mà bây giờ bưng chung với mấy anh em 20 tấn gạo đó đó, bưng xong cũng mỏi hai cái tay, nó mỏi. Mà chiều nay cầm cái micro mà biết coi nè. Nên nãy giờ để gì? Tại mình yếu mình phải dựa. Vì nhớ nghe, dù chúng ta có tự tin mình cỡ nào, nhưng mình phải xem lại mình. Nếu như mình hơi yếu thì phải có chỗ dựa. Có chỗ dựa vẫn là cái điểm đặc biệt để giúp cho mình thành công dễ hơn. Nhưng bây giờ cái tay đưa lên gì thì không dựa gì hết thì bắt đầu nó. Tại vì cái gạo nó yếu quý vị. Lâu lâu mình làm lặn rung nữa không? Bây giờ mình phải cần dựa. Đúng không? Nên mỗi một con người chúng ta đến với cõi đời này không có thể nào tự lực được đó quý vị. Mà chúng ta luôn luôn là phải có tha lực. Những con người nghe chia sẻ Phật Pháp mà họ hô hà, họ vỗ tay cũng là một phương pháp tha lực để hỗ trợ cho tự lực. Quý vị biết rằng con người quý vị mà khi nghe người ta nói chuyện mà bị vui vẻ, gương mặt tươi là một phương pháp để nối sợi dây yêu thương giữa con người đến với con người, và giúp cho quý vị được tỉnh táo, máu huyết lưu thông dễ. Tại vì sao khi bị vỗ tay, quý vị thấy hai cái tay không? Là gì? Là đoàn kết. Tại sao trong đạo Phật gặp nhau chắp tay? Là muốn dạy chúng ta con người phải đoàn kết. Thấy không? Chứ không lẽ cũng có những con người, người ta chỉ có một tay xá. Vì sao? Vì người ta cục hết một tay. Thì mình không trách được. Chứ nếu như bạn có hai tay mà xá một tay là bạn thiếu sự tôn trọng. Ví dụ như có những người ta gặp mình, ta bắt tay, mình đưa một tay mình bắt, nhưng bản thân mình là người hiểu biết đưa hai tay bắt. Tại sao? Vì đoàn kết và tôn trọng, đưa hai tay bắt. Nên người Việt Nam chúng ta nói chứ cũng dễ thương. Những đứa coi mà cái công đoạn mà
cái ông mà bên Mỹ hôm qua mà ông ăn bún riêu á, chum gì phải không? À, à không phải, không. Cái ông bên Mỹ hôm qua mà người Việt Nam mình nghe công nhận, người ta hiếu khách nghe quý vị. Người Việt Nam mình công nhận hiếu khách nghe. Người ta mà nước ngoài đồ người ta qua Việt Nam mình ta thích. Vì người Việt Nam mình gần gũi quý vị ơi. Thôi mình cứ giữ cái nếp sống đó đi. Thì quý vị luôn luôn thành công mà, chắc chắn luôn. Chùa mình á mà phát triển gì là cũng do gần gũi mà ra. Do gần gũi. Hồi trưa những đứa gặp một cái anh, anh chở lại 4 tấn gạo anh cúng. Anh nói một câu này nè. Cách đây hơn 10 năm về trước, đến cái chỗ mà ngày xưa chú còn là cư sĩ, dù là rất đông đúc chặt chội, nhưng bước vào thấy con người từ trường rất là đặc biệt. Thì những đứa hỏi anh biết gì sao từ trường nó tốt không? Từ trường nó từ lòng người phát ra. Lòng người phát ra. Khi một con người mình mà cho rằng mình cao xa hoặc cho mình có một địa vị gì, bản thân chúng ta không bao giờ gần gũi người khác, lúc nào cũng mang cái bộ mặt lạnh, thì từ trường tức khắc nặng liền vậy đó. Khi bộ mặt nó bị lạnh là từ trường nặng. Nên con người lúc nào cũng vậy, trạng thái tâm phải dịu, gương mặt nó nhẹ nhàng. Quý vị thấy lâu lâu mà mình mà cái gì mà nực nội mà gương mặt mình mà mà ai gặp mình mà hỏi dạ con chào thầy, ai mà đến gần quý vị, quý vị người ta hỏi mình cái gì kia hiểu không, thì tức khắc nó nặng chứ sao. Thì khi những đức từ trên đó đi xuống đây thì ở đây nó tiếp tục nó mở ra cái y gan của ngày xưa, là con người nó rất gần gũi với con người quý vị. Thì tự nhiên ở nơi này từ trường nó tự nhiên tốt. Thấy chưa? Nên phong thủy tốt của miếng đất mà một con người tâm địa nặng nề đến nó ở, nó phá cái phong thủy nơi đó không tốt nữa. Còn một cái nơi miếng đất nó không tốt về địa hình phong thủy, nhưng mà tâm thiện đến đó ở thời gian, nơi đó tốt. Một căn nhà ăn chay niệm Phật quý vị đến nó sẽ thấy nhẹ nhàng. Một căn nhà ăn thịt uống rượu quý vị đến cảm thấy nặng nề. Tại sao người ta thường đi đến chùa? Vì người ta cảm giác nhẹ nhàng. Mà người ta không hiểu nguyên lý vì sao đi đến chùa mà nhẹ nhàng. Vì sát khí ở chùa ít. Sát khí chùa ít. Chánh khí ở trong chùa nó mạnh. Tại vì không có sát sanh nên chánh khí nó mạnh. Nên các đạo khác ta nói rằng ông trời có đức hiếu sinh nó. Nên nơi nào mà mình thương chúng sanh là chánh khí mạnh. Còn nơi nào mình hủy diệt chúng sanh là tà khí mạnh, âm khí mạnh. Nên người ta có khi bước vô chùa, người ta ngồi một cái góc nào ta thấy nhẹ nhàng. Là vì sao? Cái dương khí ở chùa nó mạnh, thiện khí ở chùa mạnh, tà khí ở chùa nó giảm bớt. Nhất là cái ngôi chùa có tu hành. Cả ngôi chùa không có tu hành nhiều chăng nữa, quý vị vô thì thấy cũng nhẹ nhàng nữa. Tại vì cỡ nào thì trong chùa cũng không có sát sanh hại vật, mà toàn đa phần ăn chay. Còn nếu như trong chùa mà sát sanh hại vật mà ăn thì nó cũng là tà khí, nó quy tụ còn ghê hơn nữa. Tại vì ở trong chùa chiền nó có linh khí. Mà bây giờ quý vị sát sanh hại vật ăn thịt ở trong chùa thì cái linh khí này nó chuyển thành tà khí, nó quy tụ còn kinh khủng hơn. Nên từ nơi đó mà bước vào nó u ám nặng nề. Vì coi một cái ngôi chùa mà nếu mà không tu hành, cả cái bầu trời nơi đó vị thấy nó cũng u ám. Còn cái ngôi chùa có thiết pháp, có tu hành, giải tỏa được cái tâm người sống, giải tỏa được cái tâm hận thù của người chết bám víu, thì cái nơi đó thường sáng, sáng lắm quý vị.
Nên tâm con người quan trọng lắm. Nên mỗi một con người thương mình là từ bi nhất. Mà thương mình bằng cách nào? Đừng có buồn giận ai để trong tâm. Đừng có buồn giận ai để trong tâm. Là quý vị nhất định quý vị là người thật sự từ bi đó. Còn nếu như quý vị thường buồn giận người ta để trong tâm, quý vị sẽ không phát được tâm từ bi đâu. Tại vì tâm mình quá hẹp hòi nên bản thân mình không bao giờ mình mở tâm lượng mình ra, thì con người mình sẽ không bao giờ có từ bi. Con người mình biết thương mình là mình không có bực bội, không có buồn phiền, không có nặng nề để lâu. Con người phải có thứ này, nhưng đừng có để lâu quá. Cố gắng để có vật hiệu vào tâm thì không có buồn giận hay để trong tâm lâu đâu. Hãy nhớ kỹ, cái gì của mình nó là của mình. Cái gì nó không phải của mình, dù có tranh giành cũng có được gì đâu. Đúng không? Đó. Mọi người mà nhận thức được thì đặc biệt dữ lắm quý vị. Quý vị coi, chúng ta sống ở đây, cái cuộc sống phải nói là lý tưởng. Lý tưởng cái gì? Già trẻ bé lớn gì chúng ta cũng cùng sống với nhau, nuôi dưỡng cái thiện tâm để hướng giải thoát. Bây giờ Tết nhất ở ngoài đời, nhiều người bây giờ mà nếu người ta có tiền ta đi mua đồ mới, lựa vài bộ đồ ngon ngon mua. Bây giờ mình ở trong chùa vì thấy khỏe ghê, không có ai mà nghĩ mua đồ mua gì đâu. Thật sự với quý vị, dù có mua bao nhiêu bộ đồ nữa thì nó cũng cái mẫu y gan vậy. Ngoài đời thì người ta có thể bận nhiều mẫu đồ. Thí dụ như người, có những người nữ ta bận thích bận quần đùi, có những người ta thích bận đầm, bận riếp, có những người ta thích bận quần dài, có những người ta thích bận quần ngắn, có những người ta thích không bận. Có lần chạy xe ngoài đường thấy nhỏ nó bận đồ mà nhưng nó không bận, mà chạy xe Honda mà một tay chạy còn tay thì cứ vịnh vuốt xuống. Tại sao nó gió nó tóc lên hoài? Mình nói chết chưa con, mày làm chi mà khổ dữ vậy con, hiểu không? Phải chi mày bận bộ đồ đàng hoàng mà chạy cho nó ngon lành, có ngày tai nạn chết mồ con. Chạy xe ngang nó bấm cửa xong nói cẩn thận coi chừng tai nạn con, nguy hiểm, nguy hiểm chết người như chơ. Vừa chạy xe mà vừa cứ kéo xuống, gió nó cứ tóc tóc lên quý vị, hơi thảm chưa? Còn bây giờ quý vị coi trong chùa thì giờ bao nhiêu bộ đồ nó cũng là như vậy à, cái áo nào cũng phủ qua cái mông, nên lâu ngày rồi chúng ta không thích phe mông. Thật sự quý vị, đa phần chúng ta ngoài đời là thích phe mông, mà nếu không có mông lấy gì đâu phe. Quý vị coi, nói thì nghe thô vậy đó, 100% quý vị hãy tặng đáy lòng mình mà suy nghĩ đi, quý vị sẽ hiểu liền gì đâu. Chứ giờ những đứa hỏi quý vị, mình may mắn mình được đi tu, quý vị bận đồ kín đáo không? Cái áo nó dài như vậy mà còn ở trong thêm cái áo thun nữa, quý vị coi kín cỡ nào chưa? Ở ngoài đời người ta bận, người ta muốn cái sợi dây nhỏ nhất, viết từ từ nó thiết kế không có sợi dây nào luôn. Bây giờ như Đức hỏi vị bận gì đi làm gì vậy? Phải là khoe không? Đó, bà Hoa mới nói phải đó. Bây giờ chính bà là ngoài đời, đã từng ngoài đời bà cảm nhận đúng không? Phải khoe không? Khoe. Còn có những người không có gì hết trơn mà cũng tìm cách để làm sao cho nó có, để khoe. Đây gọi là gì? Khổ đau của nhân sinh phải gánh chịu. Bây giờ nhiều cô vô chùa mình, bây giờ mấy cô thấy khỏe ghê không? Thời tiết nóng nực mà người ta vì muốn đẹp mà người ta chịu cái sự nóng nực hơn nữa. Vì muốn đẹp mà chịu nóng nực. Còn bây giờ các cô vô đây mỏng dánh thoải mái, đồ đạc bận rộng rãi, thấy không? Có không có gì cũng không có quan trọng quá. Cái này là trước nhất là mấy cô đã tự tại rồi đó. Tự tại rồi đó.
nói cho được cái lợi ích mà khi ở trong ngôi nhà Tam Bảo, quý vị ơi, thấy không? Đó, nguyên lý này nhận thức được thì sâu sắc lắm. Còn nếu không thì nó ông thầy này công nhận nói chuyện gì đâu mà thấy ghê quá. Chứ bây giờ xã hội bây giờ mà có người giảng pháp mà không nói thẳng, sao được lợi ích? Hồi sáng có một cô có nhắn tin, nguyên một cái tin nhắn, cô nhắn, cô nói nè: thầy biết rằng nhờ thầy giảng mà con mới quay đầu được. Con cũng nghe nhiều người thầy giảng mà chỉ chung đạo đi, chung thôi. Chỉ có thầy mới giảng đột phá thật sự mạnh, nên con mới chuyển hóa được. Mà rất nhiều người nói như đức gì đó, giảng rất là mạnh, còn hơn là dán bài lặt ngửa nữa. Nên tại sao mà chùa mình chủ nhật tuần nào cũng đông? Vì mỗi lần đi đến đây là cỡ một lần. Cỡ cái gì? Cỡ phiền não. 5-6 ngày mấy bà ở ngoài đời, mấy bà bận vào. Chủ nhật bà đi đến đây cỡ ra, rồi xong bà đi về nhà thì bà bận vô lại. Như vậy đó. Mà phải đến đây là vì sao? Vì mỗi lần được cỡ ra là mát mẻ và thoải mái, mà về bận vào thì nóng nực và khó chịu. Cỡ phiền não, bận phiền não nghe. Không? Quý vị thấy rõ ràng cỡ phiền não, bận phiền não ngay chỗ nào? Phải vui không? Vui là cỡ phiền não, buồn là bận phiền não, phải không? Đó. Quý vị biết vì sao mà đi đá banh mà người ta có một cái fan hâm mộ đi theo không? Nó làm cho cầu thủ đá banh cũng hưng khởi tâm đá, quý vị. Bây giờ tuy thằng này đá giỏi nhưng mà bên thằng này không có ai chân lạnh ngắt. Này đá chút chạy bị cống chân, chứ không ai động viên tinh thần. Vì thì giảng pháp cũng phải cần có người động viên tinh thần. Nó làm cho hưng khởi cái tâm giảng pháp. Khi con người vui thì sanh pháp vị. Còn gặp mà mình chia sẻ Phật pháp mà ở dưới gương mặt ai cũng, mình trên đây mình nói rầm rầm xuống ở dưới, rầm rầm. Tại vì nó đâu có tiếp nhận qua lại nhau, quý vị. Từ nơi đó giống như hai người cùng bắt tay mà chỉ có một người lỡ đưa tay và thằng kia không bắt. Quý vị thấy quê không? Quê. Thấy không? Bây giờ như đứng đây chia sẻ Phật pháp mà ở dưới ngồi mà, hoặc là giảng nổi không? Giảng làm sao nổi? Nó ăn gơ với nhau, quý vị. Mình hỏi ví dụ như giảng nổi không? Là không. Mình hỏi vui không? Là vui. Mình giảng đoạn đó mình nhắn cái nó vỗ tay sùm, thì người ta giảng thấy hứng thú. Gặp mà ho hen gì mà lên, mà gặp mà nói chuyện mà ở dưới ngồi. Ở trên đây nói thôi 15 phút nghỉ nghe. Tại vì sao? Giảng hết nổi. Nó đúng ra lên định nói chuyện chút nghỉ thôi, nhưng mà cũng gần tiếng rồi đó. Thấy không? Sau này mà giảng pháp thiết kế làm cái lá cờ có hình người giảng pháp. Lá cờ nhỏ quý vị, kiểu đó giảng pháp hứng thú lắm quý vị ơi. Nói vui vậy thôi chứ gì cũng đủ rồi. Thấy không? Vì thấy không? Cái duyên giảng pháp mà thù thắng là vì sao? Đó. Ta nói có thật mới vực được đạo. Đã là ta vỗ tay từ hồi nãy tới giờ mà không thấy cái thành quả gì hết chứ. Thấy không? Nên thường trụ nghe chia sẻ Phật pháp lợi ích xác thực. Bữa nay cô Bạch có mua
cho mỗi người một hộp sữa gì, hạt ốc chuột, thấy không? Đó, cái bánh nữa, thấy chưa? Vậy đó nghe, mà nghe pháp xong cái gam ngoài đó, cái ngồi ghế luôn nghe, nghiêu ngao chơi á, thấy sữa rồi ra ha. Thấy không? Với chia sẻ Phật pháp là sắp nghỉ rồi, chứ gặp mà bây giờ chia sẻ Phật pháp giờ này mà cho tới 8 giờ là buổi nghe pháp nào cũng sợ. Vì sao? Cái thời tu người ta mới có 7:40 là xong, vì mà giảng pháp tới 8 giờ nó mô quay về đầu vợ. Thấy không? Nên cái giờ chia sẻ Phật pháp phù hợp vào cái giờ tu, mà còn nghỉ sớm hơn giờ tu, nên ai cũng chờ cái giờ giảng pháp của một tuần một lần này. Thấy không? Sự thành công của chúng ta nó phải nhìn nhiều cái vị trí mà mình nhận thức, mình tích góp lại để thành công. Còn ngày Chủ nhật là do gì? Một tuần người ta đến lặng, nhìn xuống tần số biết liền, nên người ta giảng gần 2 tiếng đồng hồ, thấy chưa? Đó. Còn ngoài ra thường trụ này thì do nghe nhiều rồi, với thêm cái thời tu người ta vậy, mà bây giờ 10 phút nó 7 giờ mà nghỉ, thì người ta đã nghỉ trước được thời gian gần 50 phút. Thì cảm giác của mỗi tuần mà được ngồi nghe pháp thì ai cũng vô cùng thích thú. Nên nhớ thương mình là quan trọng nha quý vị. Không có được buồn để trong tâm nha không? Dạ mà méo cái mặt luôn. Hiểu không? No. Đừng có buồn ai để trong tâm nghe không? Phải siêng năng niệm Phật nghe. Nhớ. Yeah. Tết sắp đến rồi mặt phải vui vẻ nghe. Vui vẻ đi. Vài bữa nữa hết ho. Và cái quan trọng đặc biệt nhất là đời này chúng ta phải về cực lạc. Phải về cực lạc các quý vị. Mà muốn về cực lạc phải làm sao? Muốn về cực lạc phải làm sao? Đúng rồi, phải niệm Phật. Mà niệm Phật đúng nghĩa là làm sao? Niệm Phật đúng nghĩa là người không buồn dặn ai để trong tâm. Thấy không? Đó. Rồi chúng ta biết thương yêu cha mẹ. Tâm mình biết thương cha mẹ, vì mình là người niệm Phật. Biết thương anh chị em, vì mình là người niệm Phật. Đúng không? Mà tại sao mình phải giảng sanh? Vì thương ông bà cha mẹ mà mình giảng sanh. Đúng không? Mình về cực lạc mình mới giúp được thân bằng quyến thuộc mà mình giảng sanh, phải không? Thương bằng cách nào? Quý vị nhớ là khi con người chúng ta tâm trạng mình bị buồn khổ thì đó là mình đang hại người. Tại vì sao? Cái từ trường của mình nó làm chánh khí chờ đất bị tổn thương. Thí dụ như tâm thiện thường nghĩ thiện pháp vui vẻ thì giúp cho cái chánh khí chờ đất sung túc. Nhưng nếu mà cái tâm mình thường ích kỷ nhỏ mọn, buồn phiền, giận hờn vu vơ thì đây gọi là phá chánh khí chờ đất. Nên con người từ bi nhất là con người biết thương mình. Tại vì khi mình biết thương mình
mình mới giữ được cái trạng thái tâm. Một con người mà giữ được trạng thái mình thường vui, thường an lạc, thì con người này thành công trong rất nhiều lĩnh vực. Nên chúng ta nghe đạo, chúng ta có được phương pháp sống. Trong cuộc đời này thì cái việc mà mang thân tứ đại này thì không ai mà hoàn toàn khỏe hoài được hết. Bạn bệnh bây giờ cũng chưa chắc là xấu, nếu bạn biết gầy dựng về sao. Có những người người ta không bệnh gì hết, nhưng khi người ta bị bệnh một cái là gục ngã liền. Có những người người ta không bao giờ buồn, nhưng khi người ta buồn cái là gục ngã. Có những người người ta chưa từng bị bỏ rơi, khi người ta bị bỏ rơi người ta sẽ bị không biết nương tựa từ đâu. Có những người người ta chưa từng bị đói thì người ta không cảm giác được cái đói làm sao. Có những người người ta chưa từng bị nghèo, nhưng khi một ngày nào người ta nghèo người ta sẽ khổ hơn cái người mà thường bị nghèo. Nên mỗi một con người chúng ta mạnh nhất là gì? Chúng ta giữ được tâm trạng của mình. Những đức rèn chỗ này vì sao? Vì bản thân chúng ta khi gặp mọi người đều là có từ trường năng lượng làm cho ta được bình an. Còn nếu như bản thân của mình mà còn buồn khổ nặng nề vì mình còn năng lượng gì nữa để giúp cho người khác. Bệnh thì ai cũng bệnh rồi, mà nhìn mình thì thật sự là te tua tả tơ. Vậy thì ai giúp được mình? Ai giúp được mình? Nên thương ai cũng không bằng thương mình. Vì khi thương mình mới biết thương người khác. Nên có một cô này có đi vô chùa của tu, mà cô muốn chăm người già, mà thầy ơi giờ con muốn chăm người già mà con biết tắm người già thì sao? Thì những đức hỏi cô biết tắm cho cô không? Chắc tắm con mà không biết nữa thôi. Thì con tắm cho con không chứ, ai đâu mà tắm cho con thầy. Những đức nói thì cô tắm cho cô như thế nào? Thì cô tắm cho bà cụ như vậy. Cô biết thương cô không? Dạ biết chứ thầy. Cô biết kiếm đồ ăn ngon? Dạ biết. Biết kiếm đồ đẹp bằng không? Biết. Vậy thì cô nên đem những thứ đó để đến với người khác. Nên một người mà thật sự biết thương mình thì mới biết thương người khác. Nên trong nhà Phật nói rằng vì sao ta phải làm Phật? Thì khi ta làm Phật rồi ta mới thông hiểu thật sự vũ trụ nhân sinh như thế nào. Thì lúc đó ta thật sự mới biết thương người. Còn bây giờ ta là kẻ phàm phu, tờ giấy che ngang mắt còn không thấy bên kia. Chúng ta chỉ là đón trước đón sau, đón rau đón củ quả. Chúng ta không rõ ràng được quý vị à, đúng không? Thì tại sao chúng ta phải làm Phật? Vì làm Phật mới thông hiểu được vũ trụ nhân sinh. Con người mới hoàn toàn thông hiểu định lực nhân quả. Tại sao phải làm Phật? Vì làm Phật không còn bao giờ mà khổ đau nữa. Chúng ta dù gặp sự trở ngại gì cũng không khổ đau, vì chúng ta không mê vào nhân quả. Người học Phật mục tiêu là gì? Không mê trong định luật nhân quả. Nên cái bữa Chủ nhật chúng ta chia sẻ cái bài pháp, bài pháp đó rất nhiều người nghe, người ta đều nói rất là hay. Cái bài pháp của bài hát của ca sĩ Quách Tấn Du hát mà bây giờ trên mạng đang hot. Nên
không phải của mình, tranh giành có được gì đâu. Cái gì nó của mình, nó là của mình nè. Còn nó không phải của mình thì có tranh giành có được gì đâu. Có những cái nó đã là của mình rồi mà mình cứ sợ nó mất thì bản thân nó mất thiệt, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Nên bản thân chúng ta sống trong cuộc đời này không có một cái gì mà chúng ta có thể nắm giữ và cầm đi theo. Nguyên lý này chúng ta phải hiểu, hiểu để rồi chúng ta mở tâm lượng mình ra. Khi tâm lượng mình mở rộng ra thì trí tuệ từ đó mà phát triển. Tâm lượng mở rộng thì trí tuệ mới phát triển. Nên bản thân những đức, có nhiều người nói rằng: thầy ơi, thầy phải biết thương thầy. Tôi là biết thương tôi nhất luôn. Quý vị biết rằng là con người mà được tích tụ nguồn năng lượng cao nhất không phải là làm việc nhiều, mà là con người này không bị những thứ vọng tưởng trong cuộc đời trói buộc. Khi con người không bị những thứ vọng tưởng trong cuộc đời trói buộc thì năng lượng mới tích tụ. Còn con người có làm việc nhiều cũng không có hao năng lượng bao nhiêu. 100% nếu như quý vị thường nghĩ thiện pháp, làm việc thiện pháp. Có nhiều người nói rằng: thầy ơi, gần cổ thầy ho quá, thầy đừng có giảng pháp nữa. Bây giờ nó ho mà không giảng, mai mốt nó khỏi nói luôn rồi. Lúc đó muốn giảng, giảng cũng không được. Mỗi một con người chúng ta quý vị à, thường là chiều chuộng cho cái thân giả tạm mà nó thành hư. Chiều chuộng nó quá đến một ngày nào nó sắp sửa bỏ mình, bản thân chúng ta không chấp nhận. Tại vì nó với mình quá thân, gần gũi bao nhiêu năm nay mà bây giờ sắp sửa bỏ mình không có chấp nhận quý vị ơi. Ít ai chịu xả cái thân dù nói nó là hôi thối. Thật sự hôi thối. Cứ tắm cứ lao hoài, mà bữa nào mà không tắm không lao là thối. Đúng không? Quý vị coi phải rõ ràng không? Thử đi. Bây giờ từ sáng giờ làm việc, bây giờ lên đây bận áo chàng vô mà đừng tắm, đừng lau mình đi. Rồi ngồi gần đi rồi sẽ nghe mùi gì, mùi gì sẽ bay ra. Mùi hôi mà có nhiều loại mồ hôi, có những loại mồ hôi thập cẩm. Quý vị tin có mồ hôi thập cẩm không? Có. Mồ hôi thập cẩm có. Vì sao gọi là mồ hôi thập cẩm? Vì mỗi vị trí hôi khác mà mình không tắm thì nó cộng lại gọi là hôi thập cẩm. Vậy đó. Mà nói rằng mà để xả cái thân này không dễ. Có một cái cô kia có nói, hồi đó mới lấy người chồng mà gặp người chồng này nó hôi cánh, hôi không chịu nổi. Nhưng mà sống 3 năm sau thì bữa nào mà không có mùi đó chịu không nổi. Chứ nó quen mùi quý vị. Bởi vì tao nói câu lia thia quen chậu mà vợ chồng quen hơn là gì. Ví dụ như con cá lia thia nó ở trong cái chậu tí nhỏ nhưng mà nó quen chậu. Mình thả nó ra cái ao to, nó không biết đường đi, lẳng quẳng vậy đó. Nhưng mà nó ở trong cái chậu đó thì nó quen, nó thích. Còn vợ chồng sống với nhau chứ quen hơn. Mình thì mình nói tào cái gì đâu mà nhìn thấy ghê quá, râu ria rậm rạp mà kiểu này mà chịu sao mà nổi. Đến gần thì hôi hám kinh khủng, răng thì sâu ăn 2-3 cái, để đen thui thù lùi. Sao mà bà thương hay vậy bà? Thì lúc đó mình giải thích rằng mỗi cái nó có cái đặc sắc của nó, thấy chưa? Là do nó quen hơn rồi. Nên mỗi một con người đến với cuộc đời này tập cái gì quen cái đây. Vậy thì chúng ta tập quen cái gì đặc biệt nhất? Niệm Phật. Tập niệm Phật là đặc biệt nhất. Mấy ngày nay cô Bạch cũng bị bệnh,
Bà ói mà đến mà nức mỡ mức mà mền gói tùm lum. Quý vị thấy thời gian những đức bệnh cũng lâu đúng không quý vị? Quý vị hãy nhìn đi, hãy nhìn cái nhan sắc của những đức có bị ảnh hưởng gì đâu. Thứ ta bây giờ bệnh vài ngày thôi là xanh xao vàng giọt. Là tại sao? Tâm trạng bị ảnh hưởng lớn quá. Tâm trạng ảnh hưởng lớn. Nên những đức nói rằng cái ác nhất của mình là tâm buồn. Tại vì khi mình buồn mình phá chánh khí chờ đắc. Mà quý vị coi bây giờ cái chánh khí chờ đắc mà bị phá đi thì cái tà khí xuất hiện. Tà và chánh, cái nào mạnh thì nó sẽ tiến lên chỗ đó. Tà mạnh thì chánh hạ xuống, mà chánh mạnh thì tà hạ xuống. Nên mỗi một con người tu của mình phải phát tâm làm sao thiện pháp. Con người đừng có đặt tâm trạng nặng nề buồn phiền. Có nhưng mà rất ít, ít vô cùng. Bây giờ quý vị coi, nếu như những đức mỗi ngày chia sẻ Phật pháp mà buồn thì làm sao đây? Buồn thì nó cứ phát ra những cái tâm trạng nặng nề cho người khác, ai mà nghe nổi. Nên người ta bệnh đau, người ta thấy những đức người ta cũng khỏe. Tại vì sao? Vì con người những đức nó vui, hoạt bát. Dù mình mấy lát đi chăng nữa không đến nỗi tệ. Phải duy trì được tâm trạng mình. Con người mà thường thường duy trì được niềm vui của mình á, thì cái nỗi buồn tự nhiên nó bị giải mã. Còn con người mình mà để cái buồn phiền chiếm hữu thì niềm vui làm sao phát triển được đấy. Đờ đạo gì cũng vậy, đi đâu mà cũng cái mặt chầm chầm chù ụ thì làm sao thành công quý vị. Bây giờ buôn bán mà cái mặt chầm chầm chù ụ sao buôn bán được đấy. Ông thầy chùa mà cái mặt ngầu 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 ngầu, ai đến chùa? Nên cỡ nào mình cũng phải vui vẻ. Dù là mình không uống thuốc bệnh đau đó, nhưng mà cái nụ cười, niềm vui nó giải bệnh. Từ bữa thứ bảy tới bữa nay tiếng như đức nó hơi khang, hơi nặng nặng. Đây là cái triệu chứng của thời kỳ cuối của bệnh đau. Nhưng đức bệnh đau nó có chiều hướng đó quý vị ơi. Bệnh đau có chiều hướng lắm. Ví dụ như ban đầu một loại bệnh này, lần hai loại bệnh này, lần thứ ba bệnh này, lần thứ tư là cuối cùng sắp sửa hết. Mà không hết thì chết. Vậy thôi à. Cách đặc biệt của chúng ta là gì? Sống một ngày, sống vui một ngày. Nên có một câu nói rất hay: sống một ngày, sống vui một ngày. Sống một ngày, trồng sen một ngày. Sống một ngày, niệm Phật một ngày. Nên cảnh giới của mình tương lai là ở cực lạc. Thôi nghỉ. Thôi chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.